ghe nha. Có các bạn ơi. Cái này cũng nhiều rồi. Trời ơi. Quá trời luôn rồi. Quá trời. Quá trời các bạn ơi. Trời ơi. Mình xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay các bạn, mình buổi sáng á, mình có đem mấy cái lọc đặt cám dừa của mình đây các bạn. Mình xuống cái khu vực ở đây nè, mình đặt. Bây giờ nước cũng đã bắt đầu gồng rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lên mình thăm đó. Bây giờ mình mời các bạn cùng mình đi thăm mấy cái lọp bên mình nha các bạn. Đây, mình đang đi xuống cái đường nước này. Ở đây có một cái nè các bạn ơi. Đây nước nó bữa nay nước còn hơi nhiều, mình thăm sớm sớm để hồi tối các bạn. Có cái này. Trời ơi. Quá trời luôn các bạn ơi. Cái này là cái lọp hai đầu nha các bạn. Ôi ôi, lên hết trên này các bạn. Nè, thấy không? Nè, cá lên khúc luôn nè các bạn. Ủa, cái này là cái lợp hai đầu nha các bạn ơi. Ồ, cam dừa cũng ok quá trời luôn, tép luôn, nhóc hết trên luôn các bạn ơi. Nè các bạn thấy không? Nghĩ lon toàn nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đi đây các bạn. Mình sẽ bỏ ở đây, một hồi cái mình quay lại mình gom nó các bạn. Ui, nó hơi lạnh nha các bạn ơi. Nước hơi nhiều cái nó hơi lạnh. À, cái lợp hai đầu đó đặt cắm dừa im lắm nha các bạn. Nó chạy á, mình đặt theo con nước đó các bạn. Nước tới đâu cái nó chạy tới đó. Ui, té. Nè, đây rồi. Mình nhớ hình như đâu đầy cái nè. Anh ta. Rồi, ai lấy gì rồi? Ai lấy gì ta? Nhớ đặt đây một cái mà trời. Tiếp tục đi coi. Nhớ mình đặt ở đó rõ ràng. Đây, đây chứ không phải ở đó nha các bạn. Ôi, ôi cái này mới nhiều nữa nè các bạn ơi. Ôi, quá trời luôn rồi các bạn ơi. Ôi, cá còn cành cành không các bạn. Nè. Lên khúc luôn nè nha các bạn. Ủa thấy chưa. Quá xa đã luôn các bạn ơi. Ôi cá kìa. Ủa các bạn thấy không, nó đã nè các bạn. Ôi quá trời cá luôn các bạn ơi. Mình để đây. Tiếp tục đi thôi các bạn ơi. Bữa nay vô mánh nè. Ây da. Hồi cho mình đi lại cái đường này. Mình gom lọt mình về. Đây đặt thì nó hơi khó khăn một tí nha các bạn. Mình đi bộ á. Đây một cái nè các bạn. Nước nó trong rồi. Thấy nè. Cái này sao đây? Có không? Sao thấy im ghê nha. Có các bạn à. Cái này cũng nhiều rồi. Trời ơi. Quá trời luôn rồi. Quá trời. Quá trời các bạn ơi. Ôi ôi. Quá trời cá luôn rồi, kẹo luôn. Các bạn. Thấy không? Kẹo cá không dừa luôn á. Ba cái này ăn cả nhà không hết nữa các bạn. Rồi tiếp tục hành trình thôi các bạn ơi. Quá trời lúc luôn rồi các bạn ơi. Vui. Đấy, các bạn thấy không? Rảnh rảnh đặt tí là cá nhóc luôn nha các bạn. Mà cái lọc nhựa bên mình nè, nó chịu chạy cá, nó chạy dữ lắm nha các bạn. Hình như bên đây 4 cái hả ta? 4 cái, bên kia 3 cái, nó 7 cái. Đây, đây 1 cái này các bạn. Rồi cái này nó trôi rồi. Ôi, cái này nó trôi rồi. Cái này nó trôi mà nó cũng được bộn nè. Cái này nó bị trôi. Trôi mà cũng được mấy con nè các bạn. Cá bự bự không? Quá đại đó đi. Lọp này dục đại nó cũng không có hư nữa các bạn. Đây, đi qua cái đoạn đường này. Bên đây còn mấy cái nữa. Những cái mình qua bên kia. Mình đặt nhiều chỗ lắm các bạn. Chui vô cái cục lùm nè. Bạn thấy không? Hồi
cái mình đi đường này mình về gom lại. Đó, bên đó bên góc bên đó có một cái, bên đây là cái lọp hai hôm hai đậu nha các bạn, hai hôm hai đậu có không. Ôi ơi, có một con, một hai con, lọp này được hai con, lọp này hơi yếu, hai con nó lọp đầu quá trời cá luôn các bạn. Mình để nó đây. Đây, đây đây hai cái, có cái lọp đó là hơi yếu thôi nha các bạn. Còn nhiều cá nhiều, nhiều không, hình như là mình đặt ăn cái đầu đường nước đấy các bạn, ở phía đầu á dính hết rồi. Đây. Cây quá trời cây luôn. Đây. Có không, im ghê vậy. Ôi ôi nó tung nè các bạn ơi. Ôi ôi nó tung nè, cái này cũng quyết luôn nha các bạn. Cá bữa nay bự bự không, cá này cá chúa không các bạn. Còn mấy con cá, hết hồn mấy con cá. Dù dù cây quá trời cây, bỏ đó đi. Hồi kia thấy nè, bên đây một cái nè. Ây da, trời ơi. Cái này ít thế gì. Ồ, cái này ít rồi. Này có hai ta co. Ồ, cái này ít, hai ba con. Cái này kém quá. Nói chung nó không có điều nha các bạn. Cái thì quá trời cá, cái thì nó hơi ít. Rồi bây giờ mình sẽ gom mấy cái lọp này đi lên bờ. Rồi mình sẽ tiếp tục đi thăm mấy cái kia còn lại nữa nha các bạn. Mình có đặt hai cái lọp ở dưới khu vực này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ xuống khu vực này thăm. Có hai cái ở đây, rồi bên kia còn ba cái. Ở nước đây, không gì đục ngầu. Ở đây khu vực này hơi khó thăm tí. Đi qua cái bên đây trước, cái bên đây chắc không có quá. Nước thấy nước không có lên. Nước không có lên gì chứ. Nước kẹo queo nghe cái lỗ bọng nè, chắc à hiu rồi, gặp trời mưa nữa, mưa nữa chắc không có con gì quá các bạn. Lợp này không hy vọng các bạn. Mình thấy nó im ghê. Có mà ít cái gì, có mà ít rồi các bạn. Mấy con lọt này vô được có mấy con, cá nó cũng bự nè. Nói chung này, cá cũng ngon. 5-6 con vậy. Không bằng mấy cái ở bên kia. Bên kia cá vô quá vô. Này các bạn. Trời ơi. Đúng. Cái này 7-8 con các bạn.
đông quân số lắm chứ bộ. Chung đặt gì thì cũng đạt rồi các bạn. Còn bên đây một cái rồi, nó mệt lội sình mệt. Bên đây một cái này hơi khó thăm à, cái này hơi lội, hơi lúng một tí. Ui, giữ gì nó cắn. Thôi rồi cắn luôn các bạn. Vì đặt cám dừa đâu dễ ăn đâu các bạn ơi, quá mệt. Rồi lúng rồi, lúng rồi, lên thôi. Đây, tới chỗ cái lợp. Lợp này lợp hai đầu nha các bạn ơi. Có con gì chứ gì. Trời. Này các bạn thấy nó nhảy không? Ồ. Ôi ôi kẹo luôn. Nhóc ở trên các bạn ơi. Nhảy nè. Lên trên này các bạn. Trời ơi ghẹm. Trời ơi ghẹm. Cái này bốn con ghẹm luôn. Bốn con ghẹm luôn. Quá trời ghẹm luôn. Cá cũng nhiều này các bạn. Cá cũng nhóc hết trời. Nói chung đi thăm cực khổ một tí mà về đồ ăn ngon nha các bạn. Không có đường lên chỗ này. Có đường lên thì nó khỏe. Đúng quá luôn. À, ở bên kia, ở bên cái cống kia còn ba cái nha. Bây giờ mình sẽ đi lên và qua bên kia thăm nha các bạn. Còn mấy cái này, còn ba cái nữa. Đây nè các bạn, xa xa là chỗ đó đó. Các bạn thấy cái lợp của mình đặt đó các bạn. Lợp đó là lợp hai hôm nữa nha các bạn. Rồi, cái này đặt ngay nước chảy quá chảy quá rồi. Nước quá trời chảy luôn. Không có cá gì nè. Trời ơi, cắm dừa con nào con nấy thấy nhức gân vậy nè các bạn. Trời ơi, cắm dừa con nào con nấy thấy bệnh. Mấy con này con nào con nấy thấy nhức gân luôn á. Tép lên nè. Nè các bạn, cá bự bự không. Bỏ đây đi, tí mình về mình thăm nó. Tí mình về mình quay lại, mình lên đường này. Quá trời đá luôn các bạn. Rồi cái lợp nó nổi rồi. Nổi phiêu. Nước chảy quá chảy mà. Rồi nước chảy quá chảy. Con na gì chứ. Còn cái nữa là hết rồi nha các bạn ơi. Chơi vô gốc cây. Cái nữa bên đây. Đây cái lợp cũng lợp hai hôm, hai hôm hai đầu có cá. Nói chung là có cá nha các bạn. Cám cát vô luôn, cá cám dừa là vô luôn nè, các bạn thấy không nè, cá nằm nè. Cám cát cám dừa, cá cũng bự bự không các bạn nè. Cá cành cành không có, cám cát dài ườn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ gom cái số lợp này mình về nhà rồi mình đổ ra cho các bạn xem nha các bạn. Quá trời đã luôn các bạn. Các bạn ơi, bây giờ mình đã đem cái số lợp mình vừa mới thăm xong mình về tới nhà này các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ ra cho các bạn xem nha. Đây, mấy cá này quá trời cá luôn các bạn. Cua đâu? Có, đúng rồi, có một cái đó. Quá trời đã luôn. Đâu, cá nó bự. Cá con cành cành không. Cái một cá. Cá này các bạn. Cám dừa nhìn thấy thèm.
Cái này hình như được mấy con. Có cái đó nhiều, cái đó nhiều. Cá bự không à, hôm nay cá bự nhiều. Ừ, bo ra đem lại cho cha đây hả? Dạ. Cua nhóc luôn nè, ghẻm này luôn. Con đem cho cha hả? Ừ. Cái này quá trời luôn, không thua gì cái hồi nãy nha cả. Cua nhiều lắm. Cua nè, nó chịu ra nè. Cua nó không chịu ra hả cha? Ừ. Trời, con nó còn quay vòng vòng. Con còn quay vòng vòng. Trời 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 trời. Bà. Tất cả. Rồi, rớt qua tay. Ấy, đu dính cứng ghê trời. Con gà mà được rồi, bỏ hết đó rồi. Chuột. Cá bị chết rồi cha. Cái gì? Cá bị chết đi. Chết đâu? Dạ, dạ. Ừ, bị kẹt quá. Bị kẹt. Cái này. Cái này bị sao? Cái này chứ ông nội có bị sao đâu. Ép. Quá trời đã luôn. Cá bị bụi. Trời nó kẹp kìa. Cái con ấy kìa bo. Gì? Con cua nó kẹp con cá. Mày kẹp cá của ta hả? Quá cá luôn các bạn. Cái này cũng nhóc trên này các bạn. Cái này trượt rồi. Ôi ôi con cá kìa. Làm cái bịch. Cá nó bự. Cám dừa này, cám dừa nái luôn, dừa chúa luôn. Cái này cũng nhóc hết trơn. Cái lợp hai hôm này các bạn. Đèn con cá trơn. Đây nó không? Quá trời cá luôn. Cái gì vậy con? Đưa cho cha đó hả? Cá. Quá trời đã luôn các bạn. Quá trời đã hả cha? Ừ. Này đúng rồi hả? Được rồi, lợp hai hôm nó chạy quá. Ừ. Nhóc cá bự không nhóc không. Đặt chút. Đặt này nè. Mới đặt sáng. Mới đặt. Rồi con cát nữa. Dính cám cát cũng nặng. Rồi dính cám cát không ơi. Vô được một con cám cát. Đây lộp này đặt cám cát ngon ha. Anh thử đem lên đặt cá chạch rồi. Cá chạch cũng vô vậy, con gì cũng vô, nó cũng vô. Nói chung nó vô rồi là nó. Tại cá bự ra không được nữa. Rồi còn cái nào không? Đem lại qua cho cha coi. Ồ, còn cái này nè các bạn. Cái này nặng luôn nè. Cái kia nữa kìa. Cái kia nữa kìa. Ừ. Cái kia nữa kìa. Cái này các bạn. Con gì? Con đâu? Xin qua cho cha coi. Cua gì bự quá. Cạo. Cua gì bự lắm. Cái này có con gì đâu. Cua gì bự. Cua gì bự quá. Dốc lại. Dốc. Cua bị kẹt đó. Nói. Cua đâu các bạn. Má trời cá luôn nha các bạn. Cua bự quá đâu. Cá nó bự. Cá nó bự mà nó ngon. À, để mình kiếm cái gì mình lựa mấy con ốc này ra ăn cái mới được. Các bạn xem cái. Có gì bự á. Gì lựa ăn cái coi. Có gì bự. Ăn cha. Có gì bự quá. Cầm mấy ốc này ra ăn cái các bạn. Hôm nay mình đặt ngoài ốc vu vàng nha các bạn. Nè, con, các bạn thấy ăn. Ăn mất ăn được. Có lá bắp. Rồi
này rất là đơn giản nha các bạn. Ơi. Cái gì con? Quay lại. Quay sao? Quay sao? Quay gì vậy? Cho con đá cha. Con đá cá nào? Quá trời cá luôn các bạn. Ma hài không có duyên với cá bóng nữa nè. Rồi các bạn xem này các bạn, cá bóng của mình này kìa các bạn, cá con cành cành hả? Này các bạn thấy không, như cá ngựa vậy nha các bạn. Thấy ham các bạn, trời ơi con cá này quá trời đã luôn. Này chắc cỡ ký hơn ký các bạn. Rồi bây giờ mình xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại tất cả các bạn những video tiếp theo của mình. Các bạn cần mua lợp thì cứ liên hệ trực tiếp dưới bên mình nha các bạn. Số điện thoại thì mình sẽ để dưới màn hình nha các bạn. Rồi bây giờ mình xin chào các bạn.